Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video của Kiều Lam nha. Thì hôm nay Kiều Lam sẽ giới thiệu cho mọi người về một con xe của hãng Suzuki, đó chính là xe chia tư nhân phiên bản màu đỏ 3D nha mọi người. Mời mọi người cùng đi theo Kiều Lam nha. Thì trong video này Kiều Lam sẽ giới thiệu review sơ qua về con xe chia trắng đỏ mâm đỏ này nha. Con này cửa hàng đang bán với giá rơi vào khoảng tầm 53.500.000, chưa bao gồm biển số giấy tờ. Muốn biết cụ thể thì nhanh tay liên hệ với Kiều Lam để được hỗ trợ nha. Thì cái màu này đó là màu đỏ 3D, được lên tem này, tem úp nha mọi người, lên tem úp nha. Thì con này bán với giá 53.500.000, chỉ cần trả trước 9.000.000 là có thể rinh ngay được xe. Thủ tục góp rất là đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân với bằng lái xe là có thể rinh ngay chiếc xe siêu phẩm này về rồi. Và còn như mọi người đã thấy thì về phần chi tiết rất là sang luôn. Về phần đầu nè, nó được pha giữa hai màu, màu trắng và màu đỏ. Rồi ở đây là cái màu nhám là màu zin nha mọi người. Đó. Thì ở dưới đây thì mâm của nó là mâm đỏ, mâm của nó là mâm zin luôn nha mọi người. Mọi người muốn mua xe trả góp á, thì chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân với bằng lái xe là mọi người có đã rinh ngay được con xe siêu phẩm này về rồi. Ngoài ra thì những bạn mà ví dụ mình ở xa đúng không, chỉ có chứng minh nhân dân không, thì các bạn cũng có thể chụp hình sổ hộ khẩu, chụp hình đủ 16 trang không mất gốc là có thể rinh ngay chiếc xe siêu phẩm mà mình yêu mến về nhà. Còn những bạn mà nói chung là bên Kiều Lam có hỗ trợ cho những người mà đủ 20 tuổi trở lên chứ giờ chưa mua góp, hoặc là đã mua góp mà góp tốt không nói xấu, thì chỉ cần chứng minh nhân dân là được nha. Trước mắt mọi người đó chính là con vàng nha, con vàng đen, ga cà vẹt là vàng đen luôn. Con này là phiên bản độ 3D, thiết kế rất là sắc sảo luôn, đang bán với giá rơi khoảng tầm 49.000.000 nha. Mà mọi người thêm sơ những chi tiết đây, thì hôm nay là Kiều Lam chỉ quay sơ chi tiết cho mọi người thôi, tại thường lệ là những cái clip trước Kiều Lam đã quay cụ thể lắm rồi, hôm nay mọi người chỉ coi màu sơ thôi ha. Đây rồi, kế đến là cũng là 155 màu đỏ 3D, không phải là màu vàng nữa mà lại tới là màu tím mộng mơ rồi. Con này cũng đồng giá luôn, 47.000.000, chưa bao gồm biển số giấy tờ nha. Rồi sẽ đến là màu cam nha mọi người, cam đen, 47.000.000, chưa bao gồm biển số giấy tờ luôn nha. Thì kế đến là màu tím nha mọi người, con này cũng đang bán với giá là 47.000.000, chưa bao gồm biển số giấy tờ luôn nha. Và màu xanh nè, xanh lục bảo cũng là 47.000.000, chưa bao gồm biển số giấy tờ luôn. Thì mọi người mua góp chỉ cần là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân với bằng lái xe là có thể rinh ngay được một con xe siêu phẩm về rồi. Trả trước đối với con này thì chỉ cần 7.000.000, đối với biển số hiện là có thể rước ngay em những dàn em yêu dấu này về rồi nha. Nhanh tay liên hệ với Kiều Lam qua số điện thoại ở dưới màn hình để Kiều Lam hướng dẫn và hỗ trợ mọi người mua xe, đồng thời sẽ hỗ trợ nhiều ưu đãi thêm nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.